một bước đệm trước khi vào cấp học cho sau đại học. Chương trình này sẽ giúp cung cấp cho các bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc học tập và nghiên cứu sau của chương trình thạc sĩ, ví dụ như kỹ năng về viết văn bản, học thuật, nghe thuyết trình, kiến thức cơ bản về các thuật ngữ chuyên ngành và những kỹ năng cần thiết khác. Chương trình dự bị thạc sĩ thường chia làm 3 mảng chính: các chuyên môn chuyên ngành, kỹ năng nghiên cứu và các khóa học đào tạo tiếng Anh. Chương trình dự bị thạc sĩ thường kéo dài trong 12 tháng. Du học thạc sĩ ở Mỹ là một sự lựa chọn tuyệt vời vì những ưu điểm sau đây: bằng cấp được đánh giá cao nhất nhờ chất lượng đào tạo và khả năng thực hành, ngành học đa dạng, thời gian học ngắn 2 năm và học phí, chi phí sinh hoạt hợp lý. Lời khuyên của Tôn Đại Dương với các bạn đang muốn có tấm bằng thạc sĩ tại Mỹ mà tiếng Anh còn chưa tốt nên học thạc sĩ lợi ích của việc theo học cái chương trình thạc sĩ là bạn sẽ có được một kiến thức vững chắc và cái chủ đề liên quan là làm quen với hình thức học tập tại Mỹ. Nếu bạn không theo học cái chương trình dự bị thạc sĩ trước khi tham gia quá trình học tập và nghiên cứu, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi bước vào giai đoạn học chính thức. Hơn thế nữa, trong quá trình học dự bị thạc sĩ, bạn sẽ có thời gian làm quen với cuộc sống ở Mỹ. Điều này sẽ giúp bạn đối phó với cú sốc văn hóa và dần hội nhập với nền văn hóa mới. Do đó, bạn có thể hoàn toàn tập trung và nghiên cứu khi bước vào khóa học nhập học thạc sĩ. Cái chương trình đại học ở Mỹ rất tự hào là đứng đầu trong kỹ thuật và kỹ thuật giảng dạy, cung cấp cơ hội cho sinh viên và họ với những dụng cụ và hỗ trợ tốt nhất. Ngay như nếu bạn không học ngành liên quan trực tiếp đến kỹ thuật khoa học, bạn cũng có thể tiếp thu các kỹ thuật tân tiến để trở nên tinh xảo trong nghề nghiệp với những kỹ thuật tân tiến nhất để thu thập và xử lý dữ kiện thông tin. Bạn sẽ có một môi trường để liên hệ với người cùng ngành cùng nghề với bạn. Nếu bạn là một sinh viên cao học, bạn có thể có thu nhập được kinh nghiệm quý báu và nghiên cứu hay giảng dạy để trang trải một phần chi phí cho chương trình học của bạn. Với những kiến thức thực tiễn và thực tập sẽ có lợi cho bạn trong nghề nghiệp tương lai và có thể sẽ cho bạn được những cái nhìn sâu sắc về ngành nghề của bạn. Sinh viên quốc tế là những thành phần nghiên cứu và giảng dạy có giá trị cao ở các đại học của Mỹ bởi vì họ đem đến những tinh xảo nghề nghiệp và những suy nghĩ, những kiến thức mới lạ đến phòng học và phòng thí nghiệm. Phần đông các chương trình cao học của Mỹ nhận các sinh viên xuất sắc làm nghiên cứu trong trường. Và để biết rõ thêm thông tin chi tiết về các trường giảng dạy thạc sĩ ở Mỹ như thế nào thì các bạn có thể liên hệ đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định nhất, hoặc truy cập website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com, và các bạn có thể gọi điện thoại đến số 0838484879. Và công ty chúng tôi đang có tháng tham vấn du học, công ty sẽ bắt đầu làm việc từ thứ hai đến thứ bảy buổi sáng từ 8 giờ đến 12 giờ và buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30.